lên hai miếng móc vào vào này hai mũi nở kép, vàng tiếp theo hai mũi nở kép, vàng tiếp theo hai mũi nở kép. Vàng cuối này hai mũi nở kép. Lên hai bình. Và chúng ta có tổng là 4 mũi nở kép này. Mình móc một mũi giả. 4 nở kép. Một mũi nở kép giả. Hai bính xoay ngược lại. Móc một mũi nở kép giảm. Hai nở kép. Một mũi nở kép giảm. Lên hai bính. Móc hai mũi nở kép giảm. Móc một mũi nửa kép giảm. Lên 70 bình. Bên này chúng ta móc tương tự. Thank you.
Sau khi thực hiện xong thì mình đã có băng đô mẫu 05 như thế này. Nếu mà mọi người thích thì nhớ theo dõi video hướng dẫn của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!